đồng đó. Ai đứng thắp toan ngoài sống cửa, giang bổ trần có vẻ quen quen. Thưa sư phụ, trần tiên sinh người gì chiếm bản nhà, ta bỏ nhập lòng không một người hầu, tự đi chứng đất mặc áo tơ hạt, xin vào lập lễ tạ ứng sư phụ. Ơ kìa, tấn trạng, tấn trạng dinh khuê mà già không hay biết, đã là thất lễ, tấn trạng hãy đứng lên, đừng để cho già thêm lỗi đạo với triều đình. Không, thầy ơi, con chỉ là thằng học trò nghèo áo đơn cô đất, mai nhờ thầy thương công quản gian ngăn công màng lao khổ chi dạy cho con đạo nghĩa nên. Thầy đã giúp cho con tìm lại nụ cười, nụ cười đầy nhớt mắt xứ vui, nụ cười bao nhiêu năm tháng chịu nhiều nhẫn nhục. Thầy đã giúp cho con đầy đủ nghề lực niềm tin, vượt bỏ sau lưng tiếng cười mẽ mãi trò hề nhân thế. Quan trọng quá là người hiếm có. Đừng lên đi con. Bần tiền cơ hạt trọng nghĩa nhân, phu quy bất dung ân, cổ kim thâm tình, hạ nhân tri kiến. Áo dài chân trần xin quy lệ, góp rượu thêm trầu kính thọ sư, thể biểu trăm năm lời giáo huấn một đời đạt giả đắc nhân. Cá được vượt vũ môn qua kiếp thành rồng, mà vẫn còn nhớ đến áo bèo xưa cũ. Thì nghĩa tình này thấm trọng biết bao nhiêu. Ngồi xuống đó đi cô, ta muốn nhắc con lời xưa của thánh hiền. Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nay càng ngồi trên cao con càng thấy trách nhiệm của mình với dân với nước, càng xứng đáng với hai đấng sanh thành dưỡng dục phù đáo. Khoác trên vai con giờ là thánh áo trạng nguyên, con càng không quên bỏ những tháng ngày nghèo khó, vì từ cái nghèo đó mà con đã lớn lên, từ cái nghèo đó đã dạy cho con nên người. Nghĩa cử hôm nay ta không chỉ mừng vì có một người trò hảo, mà ta mừng chỉ còn có một người biết giữ đạo hiền nhân. Tiếng con gìn chữ tu tâm, tề gia trị quốc an lành bốn phương. Kính chào tất cả các quý khách hiện nay. Thật lòng tôi rất xúc động với không khí này. Hồi nãy cái màn mà em quan tạ ơn thầy, tôi muốn khóc và tôi cũng muốn xin nói. Tại vì cho tôi nhớ lại cái thời gian mà thầy tôi dạy học, mà các em học sinh đến, hồi đó không có ngày của thầy giáo, chỉ có ngày Tết. Các học sinh lúc bây giờ thì thầy tôi dạy ở Chu Văn An và Trưng Vương Hà Nội, thì các em đến tặng hoa. Thầy tôi thì dạy về Hán văn thì rất là nghiêm. Ở nhà chúng tôi chưa bao giờ được thấy một nụ cười của cha, mà cũng không bao giờ thấy cha mà quây quần hay là tiếu tiết với các con. Nhưng mà cái ngày mà các anh các chị đến Tết thì thầy tôi vui lắm, lăng xăng với học trò, rồi các anh các chị, cái người này thầy, người kia thầy. Mà chúng tôi xin nói một điều là chúng tôi ở ngoài Bắc thì gọi là cầu mợ chứ không gọi bằng thầy. Nhưng hôm đó chúng tôi vui sướng quá khi thấy các anh các chị được gần cha mình, được cứ gọi cha mình bằng thầy. Thì lúc bây giờ sau các anh các chị về rồi, tôi ra tôi mạnh dạn tôi xin phép, phải xin phép cầu cho chúng con được gọi cậu bằng thầy. Tại vì không khí đó nó yêu thương quá, mà nó linh thiêng quá. Bây giờ chúng tôi tại sao thì chúng tôi xúc động là vì cái hình ảnh đó bây giờ, cái giáo dục và cái
đức dụng của các em bây giờ đối với thầy không được như cái câu mà nhất từ quý sư bán từ quý sư coi thường thầy cô quá. Thành ra chúng tôi rất ư là buồn, và tôi cũng viết một số bài để cho các em học sinh bây giờ. Thì hôm nào nếu có dịp để chúng tôi tạo điều kiện để chúng tôi được gặp các quý vị, chúng tôi sẽ truyền đạt đến những lời thơ cho thiếu nhi. Và tôi cũng mong rằng cái ngày hôm nay chúng tôi được gặp các em thanh thiếu nhi nhiều hơn nữa, và cái sự có mặt của các em ngày hôm nay là một cái niềm hạnh phúc lớn cho những người đã luôn luôn đau đáu và muốn gìn giữ cái văn hóa của cái phong tục dân tộc Việt. Như ngày hôm nay tôi rất xúc động khi Quang đã cho chúng tôi cái giờ phút này. Một lần nữa tôi xúc động quá, tôi không biết nói gì. Tôi xin chúc sức khỏe thầy Khê và thầy Bảo và tất cả các quý khách ngày hôm nay, và nhất là các em, thì mong rằng các em tiếp bước cho chúng tôi, bởi vì tuổi trẻ là tương lai của đất nước. Và chúc các em luôn luôn thành công trên con đường của mình.